Động tác số 1. Hai chân ngang bằng vai, tay phải vung lên, đồng thời tay trái đưa ra sau, nhón gót, hít sâu. Hạ gót, thở ra, đổi tay. Thực hiện. Động tác số 2. Hai chân ngang bằng vai, khuỵu gối, không nhón gót chân. Đồng thời, hai tay vung mạnh lên vai, gấp lại, đưa cùi chỏ về phía trước, hít vô thật sâu, đứng thẳng, thở ra, hai tay vung ra sau. Thực hiện. Động tác số 3. Hai chân ngang bằng vai, hai tay nắm vòng trước ngực, đồng thời nhón gót, hít vào, vung tay ra, hạ gót, thở ra, thu tay về. Thực hiện. Động tác số 4. Hai chân ngang bằng vai, tay phải đưa lên đằng trước, tay trái đưa ra sau. Bắt đầu, nhón gót, đồng thời hít sâu, vung tay trái ra đằng trước, tay phải ra sau. Hạ gót, thở ra, đổi tay lại. Bắt đầu. Động tác số 5. Bắt đầu, chân trái bước lên, chân phải nhón gót. Tay phải vung lên cao, đồng thời hít vào thật sâu, thở ra, đồng thời hạ tay, thu chân, đổi chân. Chân phải bước lên, nhón gót chân trái, vung tay trái lên cao, đồng thời hít sâu, thở ra, hạ tay, thu chân. Bắt đầu. Động tác số 6 gần giống với động tác số 2. Hai chân ngang bằng vai, khuỵu gối, không nhón gót. Hai tay vung thẳng lên trên, đồng thời hít thật sâu, đứng thẳng lên, thở ra, thu tay về, vung ra sau. Thực hiện. Động tác số 7. Hai chân ngang bằng vai, nhón gót. Vung hai tay ra phía trước song song với nhau. Đồng thời hít thật sâu. Thở ra, đồng thời hạ gót chân, vung tay về phía sau. Thực hiện.